viên cho lên viên cô ơi. Hết rồi mà. Quá là ba cái cuối cùng đó em. Đây là ơi. Phải đậu đâu. Kêu hả? Còn cái nào? Còn mấy trái không? À, tối nay tôi không ăn bánh xèo đó. Tối nay tôi ăn bánh bò. Thấy cái gì? Mày á. Trời ơi, nó biết tôi hả? À, liệu mà nó hùng. Cái nào cái đặc biệt đâu kìa? Cháy rồi kìa. Cái này phải đặc biệt không? Ổn không? Còn cái đặc biệt nào không? Ai kia? Trời đất. Ghê không? Ông dụ hỏi là tự nhiên đổ nước vô còn chiên mà ông nói bà nói là chiên một chảo là được rồi. Được cái sao không được, đưa ra quay đi, vô chú vô chiên cho coi nè. Em anh quay được là chú chiên được đó. Như bánh xèo da hả? Chứ sao không đổ bánh xèo thịt, còn bánh xèo thịt tự nhiên đổ bánh xèo da? Không, nhưng mà đổ ra bán chứ tự nhiên rồi. Hả? À, cái gì? Đúng rồi. Để coi, Trâm Anh nó chiên cái bánh xèo mắc cười lắm nè, để coi nè. Đổ vô một cục bột ba đường nó xoay cái dạo đó là lạ lắm. À, cái này thì giống người ta. Ủa cái này cho ai? Tôm đâu? Cái này cho ai vậy Trâm Anh? Cho ai? Tôm. Đâu có cho ai đâu, đổ ra bán mà. Tôm, hết tôm. Trời ơi, bà chủ vô mới có chuyện có cái bánh mà sai quá trời luôn. Nó làm như cái hàng bánh xèo này của bà ấy vậy. Cái gì? Mai cho qua bà kia bán xôi đi. Anh này có ra lại chiên à. Dạ tôm rồi bà chủ kìa. Bà chiên mấy con nè? Trời ơi, lườm tôi dữ vậy? Trời ơi, cái lòng trắng đó, nó hơn cái lòng đen. Chứ không chiên sống như hôm qua nữa hả? Ủa, là bao nhiêu con? Ba con. Như lớp 6 mà. Đâu? Thiệt. Còn mấy cái nữa con? 22 cái. 22 cái nữa hả? Ý là đổ cái này không? 22 cái. Đổ còn 2 cái nữa là tư. Đó, nó đùa kìa, mắc cười chứ. Cái đó đổ vậy tôi cũng đổ được. À, ai ăn được hết trơn á. Ai cũng đổ được. Trời ơi, bắt đầu bánh nó dày lắm luôn á, tốn bột chứ lắm. Tôi vô tôi đổ cho mấy YouTuber quay nè. Ê vô. Đó. Đổi không có thể. Sáng giờ đồ được có cái bánh xèo đó.
quà vậy? Dâu nhiêu vậy? Trời ơi, tâm linh lắm kìa. Đó, sầm lên sập xuống, sình lên sập xuống nè. Đó. Cái gì vậy trời? Ăn đồ bánh xèo chay ra hát. Kêu nhỏ. Rồi dính dũng luôn. Đang đồ bánh xèo chạy ra hả? Đang đồ bánh xèo chạy ra hả? Bó tay đi. Nó nhỏ mà có mít đâu hết trời. Không có nó nhỏ nữa đâu. Nó nhỏ mà mít gắn luôn cổ. Bó tay. Ở đã mua 3 cái mang về đó. Ba cái đi. Ba cái đi. Ok, em tính tiền cho. Thiệt. Đồ ba cái đi con. Rồi xong rồi dẹp nghỉ luôn sớm. 9 giờ mấy rồi? Con ơi, còn cái cuối cùng luôn đúng không? Dạ. À, rồi đồ đi cho xong. Ba cái con à, ba cái em, ba cái con à, ba cái con rồi cái bánh xèo cuối cùng. Chết chưa chú Dũng? Chú Dũng hả? Quay luôn đi. Khách quen rồi chú Dũng á, khán giả rồi chú Dũng á. Hết luôn. Cái 8 thì bắt gặp không? Kêu nó là tắt nhạc em anh. Anh. Dạ. Kêu tắt nhạc đó. Gặp không? Kêu tắt nhạc không? Tắt nhạc đó. Đây chính rồi. Đây đưa chính rồi. Điện gì? Nó nói trời trời. Nói gì nghe không? Nói gì nó lại? Nghe rất 2 triệu đúng không? Trời ơi, rất 2.000 đồng nó kêu rất 2 triệu. Đang nói là để con chiên cho mấy cái cuối. À, chứ không bà nội chiên không? Các clip của chú Tàn bà nội chiên thấy con chiên người ta buồn. Có đâu. Mà còn tâm lý ghê luôn á phải không? Nói à, Hà anh nói rồi nhà đó. Là nếu mà để bà nội chiên không á, không thấy Hà anh chiên á, cô chú anh chị buồn, mấy cô chú buồn, để cho Hà anh chiên 5 chiếc bánh cuối cùng. Hôm nay mặc đồ mới nữa, mỗi ngày một bộ đồ mới đó. Con gái ở này là gì? Dạ đặc biệt. Rồi tháng chắc 30 ngày là 30 bộ đồ mới luôn quá. Chú Dũng có 3 bộ đồ mà. Ngày chú Dũng mặc 3 bộ đó. Ủa, đã không có thấy chú Dũng làm việc mà. Mà thấy con cái là nhảy ra hay không? Quá đẹp luôn, quá đẹp luôn con gái.
Nếp bánh thường này con à, em gái. Dạ dạ dạ. Hôm qua ba chị em ăn hết mấy chục cái bánh xèo. Hết 5 cái đó không? Dữ vậy, hôm qua mà ăn hết 6 cái chưa? Có đâu, không hết, ông nội tôi vô ăn nữa. À, ông nội ăn phụ. Thèm quá trời ấy mà. Con vẫn có 6 cái, con ăn chứ. Ăn bánh xèo mà không được ăn bánh xèo hả? Gấp quay lạ. Xạo. Cái cuối này các bạn. Nói thật là nó phù vô các bạn. Tại vì con nhanh. Nó hát trên mọi mặt trần luôn á. Hồi nãy khách ăn kêu hát cái là nhảy vô hát luôn. Hát xong ca với cô đó luôn bé thấy không? À anh thấy không? À nó không còn gọi là nghệ sĩ. Lấy mất. Sơ cho cái mất đi. Là con mời cá. Cái gì vậy con? Mấy chú nghĩ khét hay là không khét? Khét. Không. Bắt ra bổ hai ba đó. Đi đi, chú cháu. Khét rồi. Khét hả? Ngọc, uống lên hả Ngọc? Mày muốn lên đi Ngọc. Rồi hả anh chiên đặc biệt nè. Rồi cái này thì cũng không cứu bạn được nữa rồi. Cho nó đẹp lắm. Giờ mấy cái bánh cuối ấy. Nếp cái hoa vàng soi là cái gì chọn? Yeah. Đẹp ha, mỏng ghê luôn á, đồ cái bánh rất là mỏng lắc, rất là điều nghề luôn. Trời ơi, tâm linh luôn á, phòng lên xong sập xuống, phòng lên xong sập xuống xong phòng lên. Ủa gì á? À, chứ dùng chơi cái gì mà chơi hoài vậy, không thích, không thích vậy? Chứ dùng cùng rất là vui, mệt nhưng mà vui ha. Con biết rồi đó. À, không cười thích thích thôi. Cười khói chí rồi. Thôi tôi mệt lắm rồi nha. Bỏ đi. Tối nay tôi không có nghe hát đâu đó. Nhảy. Không có
nhập. Hôm qua có lên hát hả? Dạ không. Ừ. Dạ không là bữa nào phải bù chặt lại rồi tiếp. Thôi. Tiếp vậy? Ai kêu sáng luôn á. Hôm qua tôi đi học. Mến nhiều không? Dạ nhiều. Nhiều là mấy găng tay? À, em quay trái đất luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.